Chào các bạn nhé, mình lên sóng test nhanh cái cục giàn thanh lý cho các bác, với cái cục giàn này vừa lưu trong kho ra chưa dọn dẹp vệ sinh đâu các bác nhé, vẫn y nguyên hơi bụi tí, các bác phải vệ sinh nhé. Em thanh lý giá rẻ cho nên sẽ không vệ sinh mất thời gian. Đấy, cục này thì hiện tại tình trạng như sau: chơi điện thoại máy tính con tivi qua jack 3.5 ok này, chơi cờ đĩa CD ok này, giải mã quang ok này, đồng thời nó có cả giải mã DC cho thiết bị âm đi thứ hai đó. Còn đài thì con này cũng ok, nhưng đài con này thì không bắt được bởi vì mất hiển thị cho nên không dò được sóng nhé. Em bỏ qua tính năng đài nó đi. Đấy, đây em quay hình thức chi tiết luôn các bác nhé. Mặt trước này, mặt trước của nó là ok anh em nhé, là đẹp, mất hiển thị thôi. Chỗ này thì bị nứt bên đường đây. Đấy, mặt trên này ok, thùng vách là tương đối ok. Đấy, cục rất là nặng anh em nhé, cục cực kỳ nặng luôn. Công suất con này là 67W. Đây, các cổng kết nối như sau: nó có cổng quang giải mã này, cổng xuất âm thanh ra ao này, cổng in cho điện thoại máy tính này. Đây là chung bắt đáy với em dò sóng thì phải mò cái này nhé. Công suất tiêu thụ điện là 67W anh em nhé. Đấy, đây là trở kháng con này hỗ trợ từ 6 đến 16 ohm anh em nhé, 6 đến 16 ohm. Anh em mua về ghép loa chơi ok. Rồi em test đĩa nó nhá. Đĩa con này cũng là ok luôn, đĩa con này có 3 khay. Đây là em đang test giải mã anh em nhé, hiện tại đang test tính năng giải mã. Nó lại tỏi ra cái khay thứ hai vừa ấn vào. Em mình test nhanh đến phần ấy nhé, layout ấy trước nhé. Đây, đây là chiếc điện thoại máy tính với tivi này, có jack 3.5 này. Đấy, đang test điện thoại này. Đó, bây giờ em ấn vào nút check đĩa qua đây, cho nên là nó tỏi ra cả mấy khay liền. Cho nó chạy đĩa luôn đi. Cái dòng ba khay này cho đĩa vào nó phải đảo một lúc anh em nhé. Rồi, đã chơi đĩa rồi. Đó. Đây là đĩa dạy tiếng Anh nhé. Để mình kiếm một cái đĩa khác. Kiếm một cái đĩa khác. Không phải cho cái 3, ấn cái 1 thì sao? No. Nó là cái 2 à? Không nhớ nó là ấn cái khay nào nữa. Nó có 3 khay liền anh em ạ. Rồi, nó là cái 2, nhớ nhầm thì phải ấn cái 1 cơ. Đây, nó là cái 2. Test lại đĩa ở cái đĩa nhạc khác. Bây giờ bỏ bừa cái đĩa Nhật Bản vào. Đây là cái đĩa dạy tiếng Anh. Rồi, đã chơi đĩa rồi nhá. Chuyển sang cái bài 2 rồi nào. Chuyển bài 3 này. Ok, ba con này đọc tốt nhá, nhận rất nhanh. Rồi. Ok, đĩa con này ok em nhá. Đấy. Nhìn thấy khác rồi. Chỗ này nó có bị nứt một tí anh em nhá. Đây. Nó còn vết nứt đây. Đấy. Hơi sớm một tí. Rồi. Anh em chơi đĩa khay nào ấn nó đúng cái số của khay đấy thì sẽ ra đúng cái khay đấy. Rồi trở về chế độ giải mã này, anh em ấn nút like này nhá. Đây là điện thoại này, ấn tiếp lần nữa này thì sẽ nhận được cái cổng này nhá. Nếu anh em chơi like 2 ấn cắm cổng này thì sẽ like 2, ấn tiếp lần nữa là ra giải mã này. Đấy, ấn tiếp này, ấn tiếp ra giải mã này. Đấy, ta chơi giải mã từ tivi xuống. Con này có thể làm DC được anh em nhé, anh em về test như DC cho em này không test nữa, test nhanh bán xả nó nhanh như các bác thôi. Đấy, cục giàn hình thức là như vậy. Chỗ này hơi hở tí, hơi bị móp tí anh em xử lý nhá. Đấy. Thôi, cục này tình trạng nó không được đẹp hoàn hảo. Đấy, tình trạng cụ thể thế anh em mua về ghép loa chê cháo. Mình chơi tiết kiệm. Đấy, mình chơi được cái gì thì mình mua. Cục này bán rẻ thôi, giá là 300.000 thôi, 300.000 bao ship cho bác luôn. Nói chung bao ship được các bác luôn. Bác có lấy được cái liên hệ số Zalo là 0975 575 262. Không, em nhắc lại số điện thoại Zalo là 0975 575 262 các bác nhé. Rồi, cảm ơn các bác, 300.000 bao ship cho các bác. Chưa kèm phụ kiện đâu anh em nhé.